Xin kính chào anh chị và các bạn đang quay trở lại với video trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Và Hoàng ngày hôm nay sẽ giới thiệu anh chị một cái lô đất chính chủ nhà vườn, một diện tích đất lớn nằm tại vị trí là ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đây là tuyến đường trước miếng đất lớn ngày hôm nay. Và lô đất ngày hôm nay nằm ở vị trí là khu dân cư, đường xá thì thông thoáng, và khu vực này thì hiện tại đang canh tác nông nghiệp là chính. Đây là vị trí miếng đất của mình anh chị. Nền đất thì bằng phẳng ha. Và tuyến đường này di chuyển ra là đụng ngay đường đất đỏ. Mặt đường hiện trạng là khoảng 4 mét. Bên đây thì chạy cũng là nguyên một xóm nhà, đụng một con đường đất đỏ, quẹo sang phải là ra tuyến đường nhựa ha. Ở đây sẽ có một cây trụ nè anh chị, giáp với cái vườn cao su non này. Vườn cao su non là đất của người ta nha. Còn đất mình là bên phần đất trống này. Từ đây kéo dài theo mặt tiền đường là 60 mét. Tới cây trụ điện đằng kia anh chị, qua luôn con bò đang ăn cỏ ha. Đấy. Và từ cái trụ điện đó mình sẽ kéo dài xuống hàng loạt cây trụ điện ở phía dưới, tới nguyên một cái đám trà ở phía dưới anh chị, để em zoom lại cho anh chị xem, là khoảng độ 120 mét ha. Và thực tế ở ngoài nó còn dài hơn nữa anh chị. Và từ vị trí đó qua tới bên đây là cũng khoảng độ 60 mét, đầu đích nó như nhau ha, giáp với đám trà. Và cặp theo vườn cao su non này dài lên đây là cũng khoảng 120 mét. Đấy, các trụ bốn góc đều có trụ đàng hoàng nha anh chị. Phần mặt tiền đường của mình xin nhắc lại là 60 mét. Thì hiện tại sổ là chính chủ nằm tại nhà. Tuy nhiên là chủ thì đang đi trích lục sơ đồ đất. Khi mà tính tiền giá đất theo mét ngang thì thực tế bên ngoài bao nhiêu và trên sổ bao nhiêu thì sẽ tính tiền cho anh chị nha. Sẽ đo lại cái số mét rất là rõ ràng và minh bạch. Khu vực này thì là khu dân cư rồi, thì để minh chứng cho điều đó, Hoàng sẽ cho anh chị xem được hàng loạt cái vệ tinh Google Maps ở đây thì khu dân cư nó sẽ đông như thế nào ha. Đầu tiên thì trên màn hình như anh chị đã thấy, cái vị trí chấm đỏ là ngay vị trí đất của mình. Nếu mà di chuyển theo cái mũi tên đỏ ở trên đó anh chị thì sẽ ra ngay tuyến đường DT796. Thì cung đường này cũng khá là nổi tiếng, cũng như anh chị nào đang quan tâm bất động sản ở Tây Ninh ha. Quy hoạch độ giới cung đường này là 45 mét. Từ đất mình ra ngay vị trí cung đường này là khoảng độ một cây mốt số. Còn từ vị trí đất của mình di chuyển theo cái tiếng mũi tên màu đỏ phía dưới là ra ngay Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh, chợ Long Vĩnh, khu vực đông dân cư. Đây là mặt tiền đường liên huyện DT786. Thì từ vị trí đất của mình di chuyển ra đó là khoảng độ một cây rưỡi đến 2 cây số nha anh chị. Còn từ vị trí đất của mình mà di chuyển về tới trung tâm thành phố Tây Ninh là khoảng độ 15 đến 16 cây. Di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng độ 80 cây nha anh chị. Tiếp theo thì trên màn hình em sẽ zoom nhỏ lại cái mức độ dân cư ở gần khu vực miếng đất. Cái bệt màu đỏ là vị trí miếng đất của mình đó anh chị, thể hiện nhìn trên vệ tinh Google Maps xuống rất là rõ ràng. Đi theo tuyến đường cái mũi tên màu vàng thì khoảng độ 100 m thôi, đến 150 m thì sẽ ra ngay tuyến đường đất đỏ, được thể hiện bằng mũi tên màu xanh dương nha anh chị. Rồi tiếp tục nói liền cái mũi tên màu xanh dương đó chạy ra khoảng độ 2 đến 300 mét thôi sẽ đụng ngay cái mũi tên màu đỏ. Đây là tuyến đường nhựa nhánh của đường DT796, quy hoạch lộ giới 30 mét. Đấy, khá là rõ ràng ha. Còn mức độ dân cư anh chị đã thấy được cặp tuyến đường là rất là nhiều nhà luôn nha anh chị. Đó, đó là tổng thể về cái vị trí di chuyển về xã và đường lớn DT796 và zoom cận cảnh khu dân cư gần đất của mình. Bây giờ sẽ là cái hình dạng thửa đất chụp trên vệ tinh Google Maps xuống ha anh chị. Đây. Đó, anh chị thấy được cái mũi tên màu đỏ là em nốt lại là mặt tiền đường. Đối diện đất của mình thì có hai cái nhà luôn nha. Mặt tiền đường này đất của mình tiếp giáp là gần 60 mét. Hai cạnh dài xuống là dài hơn 120 mét và mặt hậu là 60 mét. Đó, hình đất là hình chữ nhật giáp với một cái đám cao su non phía bên tay phải khi mà nhìn ở trên xuống ha. Khá là rõ ràng. Đường xá thì nói chung là thông thoáng, xe hơi vào được nha anh chị. Đấy. Và hướng đất ngày hôm nay, đất của mình sẽ là hướng Tây Bắc nha anh chị. Rồi, sau đây thì xin mời anh chị ra review cận cảnh lô đất của mình. Đây là mình đang đi ở trên cái phần mặt tiền đất. Tới cái vị trí mà cây trụ điện bên đây nè anh chị, là mình đã đi được 60 mét mặt tiền đường. Từ vị trí đám cao su non có cây trụ ngắn qua tới bên đây là 60 mét. Và cạnh này dài xuống là 120 mét theo cái hàng trụ điện này. Cứ tới hết cái đám trà là hết đất của mình luôn nha anh chị. Rõ ràng giống như vệ tinh Google Maps. Và lô đất này thì phù hợp cho anh chị nào đang có nhu cầu sử dụng để lập vườn,
xây biệt thự nghỉ dưỡng ở vị trí này. Đó, nguyên một cái phần đất này là đất của mình, ngang 60 dài hơn 120, thì tổng diện tích của nó là gần 7.000 mét vuông nha anh chị. Và Hoàng xin thông báo luôn là hiện tại bản đồ quy hoạch khu vực này thì đối diện đất của mình và từ ngoài khúc đường đỏ vào trong đây á là phủ hồng toàn bộ. Tuy nhiên miếng đất của mình là vẫn còn quy hoạch là đất nông nghiệp phủ màu vàng. Thì nếu mà anh chị mua xong có nhu cầu lên thổ cư, mình sẽ ra ngay trực tiếp ở địa chính xã để đăng ký lên thổ cư. Cuối năm thì kế hoạch sử dụng đất hàng năm sẽ đưa danh sách lên những cái miếng đất nào như mình như thế này, sẽ bàn bạc và xem xét cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên thổ cư nha anh chị. Thì đầu năm thì nếu mà ok thì nó sẽ được duyệt lên. Đấy, dân cư thì hiện hữu khá là rõ ràng, đường điện nhà nước đi ở trên và đối diện đất của mình thì rất là nhiều nhà luôn nha. Bên kia là ngoài mặt tiền đường nhựa quy hoạch lộ giới 30 mét rồi đó. Và bây giờ thì từ vị trí đầu đất em sẽ đưa anh chị ra ngoài đường đất đỏ, sau đó quẹo về cái hướng đường nhựa để di chuyển về ngay Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh cũng như là chợ Long Vĩnh, cách đất của mình khoảng độ 1,5 cây đến 2 cây số. Và vị trí mình đang di chuyển ra ngoài mặt tiền đường đất đỏ là khoảng độ 200 mét thôi nha anh chị. Nhà cửa hai bên đều là san sát với nhau, khu vực này rất là đông vui. Đấy, đứng ở trong đây là mình sẽ nhìn được cái đường đất đỏ phía ngoài luôn rồi. Nhà cửa thì rất là đông ha. Xin nhắc lại thông tin lô đất là ngang 60 dài hơn 120, đầu đất như nhau và hiện tại sử dụng đất là đất lúa nước còn lại. Và đất này thì hiện tại trong năm nay thì chưa lên thổ cư được. Anh chị mua thì có nhu cầu lên sẽ đăng ký ở Ủy ban nhân dân xã. Cuối năm người ta sẽ xét và nếu mà ok với hiện trạng đất như thế này, đầu năm là cho lên. Và miếng đất ngày hôm nay thì nằm trong một trong những cái vị trí địa điểm có tình hình giao dịch bất động sản sôi động ở huyện Châu Thành cũng như là vị trí gần Bến Cầu. Thì khi mà sau khi em thông báo cái giá, anh chị có nhu cầu mua thì xin liên hệ gấp với em để xin đất ha. Đây là đường đất đỏ nè anh chị. Dân cư thì đông kín luôn nha anh chị. Cái hướng mình đang di chuyển là cũng sẽ lên đường nhựa để dẫn thẳng ra chợ Long Vĩnh. Còn nếu mà chạy ngược tuyến đường này lại cũng vẫn ra đường nhựa quy hoạch lộ giới 30 mét luôn. Rồi quẹo phải là về đường DT796. Đấy, anh chị thấy được mức độ dân cư luôn luôn hiện hữu trên những tuyến đường mà mình chạy từ đất chạy ra ha. Và bây giờ thì Hoàng sẽ thông báo cái giá luôn mà hiện tại chính chủ đang kêu bán gấp lô đất này với giá trị là 65 triệu một mét, tính theo mét mặt tiền đường nha anh chị. Đây, mình leo lên được cái mặt tiền đường nhựa rồi. Quẹo trái là chạy ra ngay cái chợ Long Vĩnh và đường DT786. Quẹo trái là về trung tâm thành phố Tây Ninh cũng như là quẹo phải là về thị trấn Bến Cầu rồi về Sài Gòn. Em xin nhắc lại cái giá là 65 triệu một mét nhân cho 60 mét mặt tiền đường thì tổng giá trị lô đất ra sẽ là 3 tỷ 900 triệu. Đấy, thần tài nha anh chị. 3 tỷ 900 triệu mình sẽ sở hữu toàn bộ lô đất này ngày hôm nay, chính chủ nhà vườn chưa qua đầu tư. Và lô đất này thì hiện tại chủ đang kêu bán trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu mà chưa bán được thì chủ sẽ ngưng lại và sẽ tiến hành lên cây lâu năm rồi đăng ký lên thổ cư luôn. Cho nên đây thực sự là cơ hội để anh chị có thể sở hữu ngay lô đất này. Và đây là ngã tư rồi anh chị, quẹo trái là về ngay chợ Long Vĩnh và Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh. Còn đi thẳng là ra ngay cái trường học, còn quẹo phải như thế này là đi theo đường DT786 để về thị trấn Bến Cầu cũng như là về Sài Gòn. Thì đến đây Hoàng xin tạm dừng video. Anh chị có nhu cầu mua thì xin liên hệ với Hoàng qua số điện thoại là 0981877139 đã thể hiện trên màn hình để liên hệ xem đất và gặp ngay chính chủ. Hoàng chân thành cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo về nhà và đất tại Tây Ninh trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Xin kính chào.